bạn cùng tôi dạo quanh khu vực chợ cây ở triển lãm Mỹ Đình Hà Nội nhé. Đây là một cây xanh Nam Điền, bông tán rất là mịn rồi, ngọn thì rất là côn. Cái bông rất là mịn, đúng chất xanh Nam Điền. Ngoài khu vực chợ cây mà có những cái tác phẩm rất là đẹp như này, Tùng La Hán, Ký Đá.
cây lộc vừng cũng rất là đẹp, rất là già cây.
Thế đòi bà, lại đòi bao nhiêu? Nghĩ bảo 180 triệu. 180 triệu. Tác phẩm này chủ vườn ra giá là 180 à? Vâng. Cái này đấy. Đấy. Anh em này muốn mua nhưng mà thấy cao quá cho nên không muốn giả giá. Đấy. Nào quyết chưa? Quyết chưa để xuống giá được chưa? Quyết chưa? Đấy anh nói. Đây ông bạn này ông ấy cũng quyết mua nhưng mà thấy giá nó cao quá. Ông hơi ngại đúng không? Bây giờ ông muốn giả giá là 30 triệu. Đấy nếu mà bạn bán được thì... Không bao giờ bán đấy. Cái này thì là già cây xù xì rồi. Bạn được kết cây đấy. Anh cứ bán được, kể cả là đến cuối canh anh bán được là em cho anh thêm 5 triệu. Không không, mình thì không bao giờ mình lấy cái tiền đó đâu bạn. Tức là mình quay cho nó vui thôi. Vâng. Đam mê thôi chứ không phải vì vấn đề đó đâu nhá bạn nhá. Vâng. Ừ. Nào với bé. Bán xong. Một tác phẩm xanh chủ nhân phát giá 180 triệu nhưng người mua có giá 30 triệu còn chưa tới nơi.